Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách xóa cảnh hiển thị quảng cáo ở trên màn hình như các bạn đã nhìn thấy. Thì giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách xóa cảnh logo hiển thị quảng cáo này. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng hai đường duyệt để chúng ta xóa. Một là cốc cốc, hai là Google Chrome. Thì giờ mình sẽ vào Google Chrome để mình xóa cái hiển thị quảng cáo khó chịu này. Đầu tiên mình sẽ bật cái wifi lên để mình kết nối internet. Bây giờ mình sẽ vào trang YouTube để mình cho các bạn xem sự khó chịu của cái hiển thị quảng cáo này. Và trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ các bạn cách gỡ bỏ cái trang web quảng cáo khó chịu này. Ví dụ mình sẽ vào cái video này mình xem. Giờ mình sẽ phóng to màn hình lên. Ví dụ ở đây là một cái video rất bổ ích, mình muốn theo dõi nhưng nó ra đi một phần cái video. Như các bạn đã nhìn thấy này thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và bực bội. Cái đầu tiên thì chúng ta thu nhỏ cái tab này để chúng ta dễ thao tác. Nếu chúng ta không thu nhỏ thì nó sẽ ra đi cái phần cài đặt của chúng ta, thì các bạn sẽ không nhìn thấy được. Đây, chúng ta ấn vào mục ba chấm, sau đó chúng ta vào phần cài đặt. Thì ở đây các bạn không quan tâm gì, bạn cứ kéo xuống cho mình và chọn cho mình phần nâng cao, và các bạn kéo xuống cho mình và chọn tiếp là phần cài đặt trang web để chúng ta click vào đây. Tiếp theo bạn lại kéo xuống cho mình và chọn ở phần là thông báo, các bạn click vào đây. Thì ở đây có rất nhiều cái trang web nó hay xuất hiện ở màn hình chính rất khó chịu đó. Bây giờ mình vào chặn những cái nhà quảng cáo này, hiện nhìn rất khó chịu. Mỗi khi chúng ta bật cái mạng internet lên thì nó luôn xuất hiện, như bạn đã nhìn thấy trên màn hình đấy, rất là khó chịu, nó che đi mọi thứ mà chúng ta đang thao tác trên màn hình. Đấy, chúng ta cứ chọn mục nào có chữ cho phép chúng ta chặn hết, các bạn chặn hết cho mình. Ta vào phần mũi tên, đây mình sẽ chặn hết, và cuối cùng chúng ta chọn xóa dữ liệu. Ta xóa hết dữ liệu ở đây, sau đó nó sẽ tự biến mất. Như bạn nhìn thấy ở trên hình nó tự biến mất, rất là hay, rất tuyệt vời. Giờ mình sẽ phóng to cho bạn xem. Như vậy là nó đã. Bây giờ mình sẽ bật wifi lên và mình sẽ vào internet xem nó có xuất hiện nữa hay không. Và bây giờ mình sẽ vào trang YouTube để mình xem nó còn xuất hiện nữa hay không. Ok, như vậy là nó đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Còn bình thường nó luôn xuất hiện cái hiển thị quảng cáo ở góc phải bên dưới màn hình, nhìn rất là khó chịu. Bây giờ mình sẽ vào cái video của mình đi, mình phóng to thì nó hoàn toàn không bị che đi. Như vậy là ok. Thì clip của mình cũng xin được khép lại tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì hãy like, share bạn bè cho nhiều người được biết và đăng ký kênh để ủng hộ mình và để các bạn cập nhật những cái video mới mà mình đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.